Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Nga lần đầu sử dụng UGV để gây nhiễu UAV cảm tử của Ukraine. Ukraine chuyển sang phòng thủ, cuộc phản công Nga đã kết thúc. Xe tăng Nga khai hỏa ở điểm nóng chiến sự Ukraine. Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Phương Tây và Ukraine đồng sàng dị mộng, cuộc phản công phải trả giá đắt. Bây giờ là tin chi tiết. Video đăng tải trên Telegram cho thấy Nga sử dụng phương tiện mặt đất không người lái UGV trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để tiếp tế chiến thuật, sơ tán binh sĩ bị thương và còn có thể gây nhiễu UAV Ukraine. Theo Eurasian Times, đây có thể là lần đầu tiên một đơn vị quân đội Nga sử dụng phương tiện mặt đất không người lái UGV trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía trung nam Ukraine nhằm mục đích tiếp tế chiến thuật và sơ tán binh sĩ bị thương trên chiến trường. Ngoài ra, một số video đăng tải trên Telegram cho thấy Nga sử dụng kết hợp phương tiện mặt đất không người lái và hệ thống tác chiến điện tử gắn trên thiết bị để ngăn chặn máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. UGV do Nga sử dụng trên chiến trường là một thiết bị tự phát triển của đơn vị quân sự địa phương. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, Eurasian Times cũng báo cáo rằng Nga đang phát triển hai UGV vũ trang tạm thời để đối phó với lực lượng bộ binh Ukraine và các vị trí kiên cố ở phía đông. Video trên Telegram cho thấy một UGV bánh xích với phần khoang ở giữa chứa thiết bị. Thiết bị đã thể hiện khả năng cơ động, xoay vòng trên mặt đất và vượt qua nhiều địa hình khác nhau. Một cảnh quay khác từ máy bay không người lái trên cao cho thấy UGV mang theo hàng hóa tiếp tế và binh lính từ bên trong khoang. UGV đi qua gầm cầu và tiến về phía dường như là một hào đã đào sẵn, nơi có hai binh sĩ xuất hiện và dỡ hàng tiếp tế. Với bối cảnh này, hàng hóa bên trong khoang có thể là đạn dược, lương thực hoặc vật tư y tế. Sau đó, UGV tiến lên, chặn một vật thể bay nhỏ, có thể là UAV cảm tử của Ukraine, đang hướng về phía thiết bị. Chiếc UAV đã phát nổ trên mặt đất. Kênh BZ cho rằng điều này là do thiết bị gây nhiễu Voronezh gắn trên UGV đã vô hiệu hóa UAV. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân UAV phát nổ là do thiết bị gây nhiễu va vào UGV hay do trục trặc kỹ thuật. Eurasian Times đánh giá rằng có thể UGV đã hoạt động được vài tháng và sẽ được Nga đưa vào sử dụng sau khi thử nghiệm cơ bản. Ukraine dường như đang dịch chuyển sang các chiến thuật phòng thủ sau khi phân tích khả năng của Nga cũng như các tác động khi mùa đông đến gần. Ukraine đang sử dụng xe tăng Leopard hiện đại mà nước này nhận được từ phương Tây để phòng thủ thay vì tấn công, hãng thông tấn AFP cho hay. Sự thay đổi này được cho là đã diễn ra trong một vài tuần qua khi cuộc phản công của Ukraine nhằm đối phó với Nga biến thành nỗ lực phòng thủ để giữ vững các vị trí thay vì leo thang tấn công. Các xe tăng trên chiến tuyến hiện đang được sử dụng giống như pháo tầm xa hơn là các phương tiện tấn công. Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6 năm 2023, nhưng chưa thể tạo nên bất kỳ đột phá lớn nào trong nỗ lực đẩy lùi các lực lượng của Nga và giành lại lãnh thổ. Những nỗ lực của Ukraine được dự đoán sẽ chậm lại vào mùa đông và Nga bắt đầu tăng cường tấn công vào một số khu vực của Ukraine, trong đó có Kubiansk và Avdiivka. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 8 nói rằng ông muốn cuộc phản công bắt đầu sớm hơn nhiều, nhưng phải chờ đợi thêm vũ khí từ phương Tây, và việc chờ đợi này đã cho phép Nga xây dựng các phòng tuyến, làm chậm các cuộc tiến công của Ukraine. Các nhà phân tích trước đó cũng nhận định rằng việc phương Tây đã trì hoãn cung cấp vũ khí cho Ukraine có lẽ đã cản trở nỗ lực phản công của Kiev và cho Moscow có thêm thời gian để chuẩn bị phòng thủ. Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết mùa đông sẽ là một giai đoạn xung đột hoàn toàn mới, với nhiệt độ đóng băng khiến việc giao tranh trở nên khó khăn hơn nhiều và việc phòng thủ các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng được ưu tiên. Ông Zelensky cũng khẳng định cần củng cố các công sự dọc tiền tuyến. Sự dịch chuyển này đã khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu sự thay đổi đó có phản ánh rằng cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc hay không. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cận cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực nước này khai hỏa tại một điểm nóng quan trọng ở chiến tuyến phía Bắc trong cuộc xung đột với Ukraine. Các xe tăng T-80 BVM được giao nhiệm vụ nhắm mục tiêu vào các vị trí của đối phương và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của họ. BVM là một trong những biến thể gần đây của loại xe tăng ngựa thồ được quân đội Nga sử dụng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tiểu đoàn T-80 BVM đã ngăn chặn cuộc luân chuyển của lực lượng Ukraine gần một ngôi làng nơi quân đội Nga đã đảm bảo được vị trí thuận lợi. Khu vực này nằm ở biên giới giữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, cách Krasny Liman, một thành trì lớn của Ukraine ở vùng Donbass, khoảng 10 km về phía đông. Theo RT, đoạn phim chưa được xác minh độc lập dường như được quay từ tiền tuyến, chứ không phải trong trận chiến thực sự. Năm thứ hai xung đột Nga-Ukraine là thách thức đối với cả hai bên do máy bay không người lái UAV được triển khai rộng rãi. Điều này khiến cho việc tập kích bất ngờ bằng xe bọc thép có tính rủi ro cao.
những chiếc xe tăng trong video được ngụy trang kỹ lưỡng, phản ánh tầm quan trọng của việc ngụy trang cho những mục tiêu có giá trị cao để tránh khỏi sự trinh sát của đối phương. Mặt trận Krasny Liman đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong một báo cáo, quân đội Nga cho biết các lực lượng của họ tuần trước đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của Ukraine tại mặt trận này. Phát biểu trên kênh truyền hình 1 của Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine và mong muốn đạt được các yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Ông Peskov nhắc lại lời Tổng thống Nga Putin rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine và mong muốn đạt được các yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Điều quan trọng nhất đối với nước Nga là đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Peskov cũng lấy làm tiếc về việc phía Ukraine đã làm gián đoạn quá trình đàm phán giữa hai nước vào tháng 3 năm ngoái và cho biết phía Ukraine đã thừa nhận rằng việc này được thực hiện theo lệnh của nước Anh. Bình luận trên tờ tin tức Nga, ông Peskov cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hoàn toàn có thể nối lại và thực hiện tại một lãnh thổ của một trong những quốc gia phương Tây mà Hungary là một địa điểm có thể được chọn. Washington Post cho rằng sự chia rẽ về chiến lược, quan điểm giữa phương Tây với Ukraine là một trong những lý do khiến cuộc phản công của Ukraine phải trả giá đắt. Trong khi đó, Ukraine vẫn chưa đạt được các mục tiêu chính khi cuộc phản công diễn ra chậm chạp và chỉ giành lại một số vùng lãnh thổ nhỏ. Ngày 15 tháng 6, tại một phòng họp ở trụ sở của lực lượng NATO ở Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng các chỉ huy hàng đầu của nước này đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp Ukraine. Căn phòng nặng trĩu trong bầu không khí căng thẳng. Ông Austin đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Zhenikov rằng tại sao các lực lượng Ukraine không sử dụng thiết bị giả phá bom mìn do phương Tây cung cấp để thực hiện cuộc phản công lớn hơn hoặc tiến hành cuộc tấn công cơ giới hóa và sử dụng khói để che mắt đối phương. Dù thiết lập được tuyến phòng thủ dày đặc, quân đội Nga không phải là lực lượng bất khả chiến bại, ông Austin nhấn mạnh. Đáp lại, Bộ trưởng Zhenikov cho biết, chính các chỉ huy quân sự Ukraine là những người đưa ra quyết định đó. Nhưng ông lưu ý, các đoàn xe bọc thép của Ukraine đang bị trực thăng, máy bay không người lái và pháo binh Nga phá hủy khi muốn tiến lên. Nếu không có sự yểm trợ của không quân, Ukraine chỉ có lựa chọn duy nhất là dùng pháo binh để bắn phá phòng tuyến của Nga, sử dụng lực lượng bộ binh thay vì lực lượng cơ giới để tiến lên. Chúng tôi không thể cơ động vì mật độ mìn dày đặc và các cuộc phục kích của xe tăng đối phương, ông Zhenikov khẳng định. Cuộc họp tại Bruxelles diễn ra chưa đầy 2 tuần sau cuộc phản công, cho thấy sự khác biệt về quan điểm, mục tiêu đã làm dấy lên mối nghi ngờ và chia rẽ giữa phương Tây với Ukraine. Đồng thời, đặt ra câu hỏi về khả năng của Ukraine trong việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Khi mùa đông đến và chiến tuyến bị phủ kín trong băng tuyết, hầu hết các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine đều thừa nhận rằng xung đột đang rơi vào tình trạng bế tắc. Theo Washington Post, sự khác biệt giữa chiến lược của phương Tây và Ukraine được thể hiện trên nhiều phương diện. Thứ nhất, các sĩ quan của Ukraine, Mỹ và Anh đã tổ chức 8 hoạt động mô phỏng để xây dựng kế hoạch cho chiến dịch phản công. Nhưng Washington đã tính toán sai lầm khi cho rằng các lực lượng Ukraine có thể nhanh chóng trở thành lực lượng chiến đấu kiểu phương Tây trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, Mỹ và châu Âu đã không trang bị đầy đủ máy bay chiến đấu cho không quân Ukraine, vốn là một phần thiết yếu đối với quân đội hiện tại. Thứ hai, giới chức quân sự Mỹ tin rằng các lực lượng và phương tiện sẵn có, Ukraine hoàn toàn có thể tiến hành cuộc tấn công trực diện bằng phương tiện cơ giới hóa để xuyên phá phòng tuyến Nga. Sau khi phá hủy phòng tuyến Nga, Ukraine có thể tiến tới biển Azov, chia cắt quân đội Nga ở phía nam,
trong vòng 60 đến 90 ngày. Mỹ khuyến nghị Ukraine tập trung tấn công dọc theo trục phía Nam, nhưng lãnh đạo Ukraine cho rằng các lực lượng nước này buộc phải tấn công vào 3 điểm khác nhau dọc theo mặt trận dài gần 1.000 km ở phía Nam theo hướng các thành phố Melitopol, Berdyansk trên biển Azov và phía Đông tới thành phố Bakhmut. Cuối cùng, nhiều quan chức của Ukraine và phương Tây dường như đã đánh giá thấp khả năng của Nga trong việc khôi phục lực lượng sau khi hứng chịu tổn thất lớn trên chiến trường và tận dụng các thế mạnh lâu dài của nước này như nhân lực, bom mìn. Khi thời điểm tiến hành cuộc phản công đến gần, giới chức Ukraine lo ngại sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng số thương vong sẽ cao hơn nếu Ukraine không tiến hành cuộc phản công quyết định và dứt khoát. Theo Washington Post, ở giai đoạn đầu cuộc phản công, các lực lượng Ukraine rất tự tin và Tổng thống Zelensky đã kỳ vọng vào một chiến thắng quyết định. Nhưng hiện giờ, Ukraine đang phải đối mặt với sự thiếu chắc chắn trên tất cả các mặt trận. Cộng đồng quốc tế đang chuyển sự chú ý sang Trung Đông, còn những nước ủng hộ Ukraine ngày càng lo ngại khi phải đóng góp nhiều hơn cho một mục tiêu bấp bênh. Ukraine vẫn chưa đạt được các mục tiêu chính khi cuộc phản công diễn ra chậm chạp và Ukraine chỉ giành lại một số vùng lãnh thổ nhỏ. Xét ở góc độ nào đó, thật đáng tiếc là chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn và đó là sự thật, ông Zelensky thừa nhận. Kết quả không mấy thuyết phục sau 6 tháng diễn ra cuộc phản công đã khiến các nước phương Tây đặt câu hỏi liệu họ có đủ khả năng hỗ trợ lâu dài cho Ukraine hay không. Một quan chức Anh cho biết xung đột sẽ diễn ra trong nhiều năm và hai bên sẽ phải đổ nhiều máu. Ukraine có sẵn sàng cho điều này hay không? Liệu họ có đủ nhân lực và kinh tế để trụ vững trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài hay không? Đến lúc đó, phương Tây có đủ nguồn lực để tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không? Đến thời điểm hiện tại, phương Tây vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Ukraine về cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS tầm bắn hơn 300 km với đầu đạn chứa 170 kg thuốc nổ, có thể tấn công các mục tiêu phía sau phòng tuyến của Nga. Một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây cho rằng bạn sẽ không thể biến một quân đội kế thừa nhiều di sản từ thời hậu Liên Xô trở thành quân đội theo kiểu NATO chỉ sau một đêm. Sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng bạn có thể cung cấp cho họ những phương tiện cần thiết và điều đó sẽ khiến họ thay đổi cách chiến đấu. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.